Goedemiddag, mijn vraag. Ik ga het goed met Dom behouden. Ja. Kijk eens, hier is het. Goedemiddag. Met vragen. Gaat het goed met Dom of Hou? Ik weet niet. Nee? Ik zou het niet weten. Nou, veel Vietnam mensen, publiek, hè? Wil weten, graag weten. Hoe gaat het met hem? Ja, maar ik zou het niet weten. Ik heb geen last. Vanmiddag lag ik nog op een bank. Er zat een dingetje erop. Oh, nog steeds? Oh. Ja, dus dat valt wel mee. Ja. Komt wel weer terug. Nou, veel meer Vietnamese mensen wachten op hem. Ja, ja. En nog ja. Veel zorgen. Ja, maar komt wel goed hoor. Ja, ik groet je van hem. Dat is goed. Oké, dankjewel. Tiền vừa hỏi thăm ông Mão Đỏ nè, ông rất là dễ thương luôn. Thì Tiền hỏi là Đoàn Văn Hậu thế nào rồi ông? Thì ông nói là ông cũng nghe nói là Đoàn Văn Hậu đã bớt rồi. Nhưng mà hiện tại thì Đoàn Văn Hậu vẫn còn quấn cái băng ở trên cái đầu gối á. Thì ông nói là mọi điều tốt. Thì Tiền mới nói với ông là tại vì nhiều người Việt Nam của chúng tôi á muốn biết là tình hình của Đoàn Văn Hậu ra sao, sức khỏe Đoàn Văn Hậu thế nào. Thì ông nói là rất tốt, hay là mau tốt hết. Hay là mau khút, tất nhiên là tất cả đều tốt. Thì Tiền mới nói với ông là ông cho tôi gửi lời thăm Đoàn Văn Hậu nhé, và mọi người Việt Nam cũng vậy, gửi lời thăm Đoàn Văn Hậu. Thì ông nói ok, ông sẽ chuyển lời lại, tại vì ông này là người tài trợ áo và nước cho câu lạc bộ John của Hearing Fan nè, ông rất là dễ thương luôn. Thì đó, Tiền cũng vừa mới hỏi thăm ông, thì Tiền cũng báo lại cho bà con biết là ông nói là Đoàn Văn Hậu hiện tại vẫn còn bịt cái đầu gối, vẫn còn ngồi nghỉ ở nhà, thì tình hình cũng đã tiến triển tốt rồi. Bây giờ Tiền cái ba lô của Tiền để đây, bây giờ Tiền phải quải ba lô về. Mà ông ấy rất là dễ thương luôn, Tiền hỏi ông trả lời rất là mà dễ thương. Bây giờ Tiền phải đi bộ ra ngoài chạm xe bus, sau đó Tiền hỏi, Tiền lấy chiếc xe bus, Tiền đi ra ngoài ga xe lửa, rồi Tiền phải ngồi khoảng 3 tiếng nữa mới về đến nhà lận. Đến đây Tiền cũng xin thân chào bà con nhé. Tiền cảm ơn bà con đã đồng hành với Tiền ngày hôm nay. Tiền xin chào bà con. Tiền bây giờ Tiền phải đi về. Hey. Bước vào cái con đường này hoa anh đào đẹp quá, đẹp bà con ơi. Cứ mùa xuân mình đi đâu mình cũng thấy hoa anh đào nhiều lắm. Xa lắm.
Tiền xin thân chào bà con. Thì sau 3 tiếng từ ở dưới Groningen á, sau khi xem bóng đá xong thì Tiền đã đi về đến nhà rồi. Thì ở nhà thì ông xã Tiền với bé Linh cũng nấu đồ ăn xong rồi, trứng chiên, canh cải. Thành ra là Tiền cũng mới ăn xong, nhưng mà hồi sáng này Tiền đi hơi sớm á, thành ra trong người nó cũng mệt. Rồi gió nó đứng ngoài gió nó cảm thấy mệt rồi, giờ Tiền nấu nồi nước sông lên Tiền xong nè. Ở đây á, mỗi lần mà Tiền mua quýt ăn á, thì những cái trái quýt mà có vỏ như vậy nè, rồi thêm có lá nữa, thì Tiền ăn xong á, Tiền hay để ngay cái lò sưởi. Mùa đông á, thì mới có quýt ngon, thì Tiền để lò sưởi. Khi mà để lò sưởi, mình mở lò sưởi nóng á, thì với cái vỏ quýt này rất là khô luôn. Rồi cái cọng xả này mỗi lần Tiền mua về cũng vậy, cái đuôi xả này nè, ăn xong Tiền cũng để trên cái lò sưởi luôn. Thì bây giờ Tiền nấu một cái nồi nước sông này Tiền xong, tại vì đi cả ngày nay cũng mệt mỏi á, rồi đứng ngoài trời gió nữa. Thành ra giờ Tiền xong nè, trong đây có lá quýt nè, vỏ quýt, rồi vỏ của tỏi nè, rồi gừng nữa. Để Tiền xem có gừng, bữa nãy Tiền bỏ mấy lát gừng vô nữa. Đó, Tiền bỏ mấy lát gừng vô nữa nè. Thì giờ Tiền sẽ nấu nồi nước sông này. Lúc nào trong nhà Tiền á, quanh năm luôn là Tiền để dành cái này nè, để dành mình sông á. Sông cảm cúm rất là hay luôn. Hoặc là khi mà trong người mình mệt mỏi á, mình nấu nồi nước sông này nè, bắt đầu mình chùm mền lại mình sông là bà con thấy người khỏe liền à. Đó, tỏi nữa nè, Tiền cũng bỏ tỏi qua đây luôn. Hoặc là nếu mà khi mà mình nấu nồi nước sông xong á, mà bà con mình có dầu á, dầu nóng hay là dầu gió đó, mình nhiễu một giọt vào đây nè, rồi mình xong một cái mình uống một viên thuốc cảm vào là ngủ một giấc đến sáng là khỏe liền. Bây giờ Tiền sẽ để đây. Khi mà mình nấu nồi nước sông mà sôi lên rồi đó, mình đậy nắp, mình để thêm khoảng 10 phút nữa cho ra hết cái chất này nè, rồi sau đó rồi mình xong. Hiện tại thì cái nồi nước sông á, Tiền nấu bây giờ xong, cái nồi đã sôi lắm luôn rồi. Thì khi sôi lên á, thì bà con mình thấy cái lá nó nở ra nè. Hồi nãy thì cái lá nhỏ xíu à, lúc mà cái lá khô nó nhỏ xíu, bây giờ cái lá nở to lên rồi. Thì vậy đó, Tiền để thêm 5 phút nữa thì Tiền sẽ xong, tại vì Tiền muốn cho ra hết cái chất này. Bây giờ nồi nước sông á, xong rồi, ông xã Tiền mới đem lên cho Tiền này, nóng lắm luôn á. Thì trước khi xong thì lấy thêm cái khăn này để tí nữa mình lau mồ hôi á. Giờ Tiền chùm lại Tiền xong. Thì khi mỗi khi bà con mệt mỏi đi đâu mà bị mình giống như gió vô người hay là mệt mỏi á, mình nấu nồi nước sông thì mình xong rất là tốt luôn á. Tiền hẹn lại bà, Tiền hẹn bà con đi xíu nữa nhé. Mồ hôi nó ra tầm tã luôn á bà con. Cái nồi này vẫn còn nóng nè, tí xíu nữa Tiền để cho Berlin xong. Thì thời tiết qua này á, cứ lúc lạnh lúc nóng á, thành ra mình dễ bị cảm lắm. Thành ra là Tiền cũng sợ cảm, mình Tiền nấu nồi nước xong thì xong. Bây giờ thì xong rồi, bữa nãy mồ hôi ra quá trời luôn. Tiền xin cảm ơn bà con đã xem video nhé. Và Tiền chia sẻ cái nồi xong cổ truyền. Đúng là nồi xong là cổ truyền ông bà mình ngày xưa để lại nè, cái công thức này nè. Thành ra là Tiền cứ lấy như vậy mà Tiền xài cho gia đình Tiền là 20 năm rồi. 20 năm ở Hà Lan là lúc nào nhà Tiền cũng có những cái này trong nhà hết á. Vỏ quýt nè, lá quýt nè, xả nè, gừng nè, vỏ tỏi nè, là lúc nào Tiền cũng để dành một cái hộp nhựa bự vậy đó. Tiền xin cảm ơn bà con đã xem video nhé. Tiền hẹn lại bà con vào tập phim tiếp theo. Tiền xin chào, chào bà con. Tiền xin chào bà con. Hôm nay là mẹ con sáng giờ đi quay quay phim Na Banh của Du Hiền Phan để Du Groningen. Mẹ thấy hơi mệt trong người thì mẹ mới làm nồi xong để mẹ xong cho người cảm giác thoải mái hơn, lại khỏe hơn chút xíu. Thì con mấy hôm nay con cũng hơi bị cảm, vậy mẹ kêu là thôi con xong đi quay, hôm nay con cũng sẽ xong với mẹ luôn. Dạ, mẹ xong trước rồi giờ đến Linh xong rồi. Xúc xích Linh. Thì hồi nhỏ Linh vô trong này Linh hay xông với Tiền lắm. Mà Linh hay nghịch nước cái nước này nè, nó nóng nó phỏng, nó văng cái chân á. Rồi Linh chùm mình lại Linh xông đi. Bữa nay thấy mặt mày Linh cũng mệt mỏi nè.
Rồi chúc thành công nha Linh. Cảm ơn. Quậy nước nhẹ nhẹ thôi.